Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vipalo. Hôm nay tiếp tục hành trình khám phá những tòa lâu đài nước Pháp. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một tòa lâu đài nằm ở vùng Isère, lâu đài Sarnas. Tòa lâu đài này tương đối nhỏ các bạn, nó cũng gần thành phố Khonop. Từ Khonop thì các bạn có thể bắt bus 20 hoặc là 54 để đến đây, mất khoảng 20 phút. Tòa lâu đài này được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 bởi dòng họ Sarnas, cho nên nó cũng có tên là Sarnas. Tòa lâu đài này thì nó có kiến trúc rất là đặc trưng của kiến trúc Pháp các bạn. Nó sử dụng đá vôi và có rất là nhiều cửa sổ. Cũng như các tòa lâu đài khác thì xung quanh thường họ sẽ xây dựng những hào nước các bạn, để cho người bên ngoài không được, để ngăn cách với người bên ngoài. Ngoài tòa lâu đài thì xung quanh thì cũng có những công trình phụ là nơi ở của lính gác hoặc là cho gia nhân của tòa lâu đài các bạn. Hôm nay là cuối tuần nên tòa lâu đài này đóng cửa rồi. Để tham quan vào bên trong thì các bạn phải là mua vé các bạn. Nó sẽ có một hướng dẫn viên để hướng dẫn thuyết trình toàn bộ tòa lâu đài. Tòa lâu đài nằm ở một vị trí cũng rất là thuận tiện các bạn. Xung quanh toàn là núi non chập trùng. Ngoài tòa lâu đài thì nó cũng nổi tiếng với một cái không gian sân vườn rất là rộng lớn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái công viên nó nằm ở đâu. Bạn thấy là vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất ít người ra đường các bạn, đặc biệt là trong dịp cuối tuần. Thông thường thì vào cuối tuần thì người Pháp họ ra ngoài rất là nhiều, nhất là trong khoảng thời gian này đang là chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, nên thời tiết rất là đẹp. Không khí thì se lạnh nhưng mà có rất là nhiều nắng. Các bạn thấy là vì bắt đầu mùa xuân nên hoa cũng bắt đầu nở rồi các bạn.
những tòa nhà xung quanh tòa lâu đài này cũng rất là cổ các bạn. Bạn thấy là phía trước thay vì là nhấn chuông thì ở đây nó cũng một cái chuông rất là thủ công. Các bạn thấy xa xa một cây hoa mộc lan rất là đẹp các bạn. Cao vẫn 2 tầng nhà. Mình sẽ đi vòng qua bên đó cho các bạn xem. Đây là vườn nhà của người ta nên không có thể nào vào được các bạn. Các bạn thấy không các bạn? Nó chưa nở đó các bạn. Khi nào nó nở rồi nó sẽ bung ra rất là đẹp các bạn. Thấy một con mèo rất là đẹp các bạn. Đặc điểm mèo ở vùng này là lông rất là dài các bạn vì trời rất là lạnh. Nó đang nằm sưởi nắng. Từ đây các bạn có thể nhìn được tòa lâu đài Sanas từ trên cao các bạn. Các bạn thấy là nó tương đối nhỏ nhưng mà nó có một cái khuôn viên rất là rộng lớn các bạn. Ở xung quanh thì người ta sẽ trồng cỏ.